Xin chào tất cả mọi người, xin chào tất cả các bác lại quay trở lại với tựa game Moonlight. Và đây là con game MU-BK.com. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác cách tu chân cho nhân vật. Đó, các bác sẽ vào cái phần menu này. Các bác vào phần tu chân. Đây là phần tu chân này. Tu chân thì nó yêu cầu là 64 viên Blade để tu chân, tối đa là 40 cấp. Đấy, mỗi một cấp lên sẽ là tăng 2% đam. Tức là khi các bác tu chân 40 lần thì 4 x 2 sẽ là 8, các bác sẽ được tăng 80% đam cho nhân vật đấy. Mỗi một lần sẽ là 64 viên Blade. Blade sẽ kiếm được từ đi săn rồng vàng, đi Blood, đi Devin, đi săn Boss và đặc biệt là đi săn huy chương vàng tại K1, K2, K3 và K4 đều được. Nói chung Blade rất là dễ kiếm. Đấy, bác này đang có danh hiệu 1 rồi này. Thì danh hiệu em sẽ làm clip sau, tạm thời sẽ là tu chân trước. Các bạn ấn F9 này, sau khi mà các bạn đã có lượng Blade đủ rồi thì các bạn sẽ tích vào đây. Tích vào phần là lấy hết ra đây. Đấy. Để cho full cái thùng đồ này là 64 viên. 64 viên. Các bác sẽ vào menu. Vào phần tu chân. Và các bác ấn là tu chân. Đấy. Thì tự động sẽ có một lần tu chân đầu tiên. Các bác tích lại vào đây. Hiện giờ đang là tăng sát thương 2%. Đấy, sát thương hoàn hảo này, sát thương chí mạng này và tỷ lệ x2 đam tạm thời là chưa có. Đấy, khi các bác lên cấp cao thì các cái dòng này nó sẽ có sau. Còn tạm thời sẽ là gì ạ? Sát thương tăng 2%. Tương tự cấp 2 cũng như vậy thôi, các bác lại F9 lên, các bác lại lấy Blade ra. Đấy, tất cả ra luôn, đây là tất cả này. Tích vào đây, đấy, 64 viên Blade xếp đầy cái đô này. Thực ra là nó sẽ tràn sang cả ô bên này, nhưng mà nó sẽ tạm thời nó tính là 64 viên ở bên này thôi. 64 viên ở đây thôi. Đấy, các bạn tiếp tục lại vào menu, vào tu chân. Các bác muốn hiện cái tên tu chân các bác phải thay đổi nhân vật. Đấy, chọn lại nhân vật. Và như vậy là chúng ta có cái tu chân đầu tiên là thủ hộ này. Tiếp tục đang có 64 viên Blade này. Sẽ là tu chân cấp 2. Chọn tu chân. Và tiếp tục các bác ấn về lệnh cũng được. Các bạn ấn tu luyện. Đấy, tự động sẽ mất. Và hiện giờ đang là sát thương tăng 4%. Đấy, mỗi một cấp tu chân chúng ta sẽ tăng 2%. Và khi đạt là 40 cấp thì chúng ta sẽ có 80% sát thương. Rất là khủng khiếp đấy. Các bác cứ từ từ mà các bác đi nhặt ngọc thôi. Không có gì vội vàng cả. Chúng ta có thì chúng ta tu chân. Chúng ta còn thiếu thì chúng ta còn đi mua của một số anh em khác bằng quy coi trong game. Cảm ơn các bác đã xem video và hẹn gặp lại mọi người trong con game MU-BK.com. Xin chào và hẹn gặp lại.